Xin chào các bạn nhé. Trưa nay mình sẽ nấu món canh rau ngót với nước đậu. Rau ngót sau khi hái vào thì các bạn rửa sạch và vò. Vò cho nó mềm, cái rau nó nhanh chín. Nếu mà không vò thì cái rau ăn sẽ rất là dai. Rau ngót nấu với nước đậu thì ăn rất là ngọt, rất là ngon. Các bạn vò. Các bạn không cần phải vò nát mà vò cho cái rau nó dập ra. Rau dập ra cho nó mềm đúng không? Được rồi, các bạn cho vào nồi. Đó, ít ngửa nên mình chỉ nấu ít thôi. Cho vào để xào rau lên. Cho vào bếp để xào rau lên. Cho một chút dầu xào rau lên các bạn. Cho bột canh vào. Sấm mắm cũng muối vào. Rau nó đã chín và nó sấm mắm muối rồi thì mình cho nước đậu vào. Đây là một túi nửa lít nước đậu nha các bạn. Khi mình đã xào rau chín rồi thì mình cho nước đậu vào. Nước đậu với rau ngót sôi lên. Chờ cho nó sôi đều lên thì các bạn bạn lửa nhỏ và đun trong vòng tầm 5 phút nữa thì sẽ được một bát canh rau ngót nấu với nước đậu rất là ngon, rất là bổ dưỡng. Bây giờ các bạn chờ cho nó đấy đang sôi lên rồi này các bạn. Sôi thật lên thì cho lửa nó nhỏ xuống. Cho lửa nhỏ xuống thì om vào đó cho tầm 5 phút nữa để cho rau nó chín kỹ. Thì mình
ra bát để ăn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Xin chào tất cả các bạn nhé. Đã khép lại một ngày làm việc rất là miệt mài và chăm chỉ. Bây giờ đã đến giờ nấu ăn tối. Hôm nay mình sẽ nấu một món ăn rất là dân dã, rất là quen thuộc với miền quê. Đó là món canh rau sắn nấu với lại tép sông. Tép sông mà sau khi mua về mình đã rửa sạch, mình cắt bỏ đầu, bỏ ruột đi. Và mình ướp vào đây một chút tương, một chút bột canh rồi. Bây giờ thì là cho rau sắn vào. Rau sắn hái về ngâm chua. Khi nấu thì cắt ngắn nó ra. Cắt ngắn nó ra các bạn. Cái canh này thì nó rất là dân dã, nhưng mà lại rất là ngon. Có nhiều người đi làm ăn xa mà đã ăn đủ các loại đồ ăn ngon, nhưng khi về quê mà được bát canh rau sắn với lại tép thì lại thấy rất là ngon. Đó là cái đặc sản của miền quê. Quê mình có cái rau sắn. Vùng quê nào có trồng sắn thì mới có rau sắn các bạn ạ. Có nhiều người không trồng sắn, là vùng quê mà không trồng sắn thì không được ăn rau sắn này đâu. Rau sắn này rất là ngon. Đấy. Mình cho tép xuống dưới và cho rau lên trên để cho tép nó được chín kỹ. Cho một chút nước chua của rau sắn vào. Và mình ra cho nước ngập. Cho hơi nhiều nước một chút nhé các bạn nhé. Cho hơi nhiều nước, cho ngập nhiều một chút. Vì là cái này mình om lâu một chút thì cái con tép nó mục ra thì nó ngon. Vì cái tép này mình ăn là ăn cả xương. Nó rất là bổ. Nó có nhiều canxi. Ăn tép cả xương rất là bổ nhé. Các bạn bật bếp này. Cái rau sắn này trong khi ngâm thì là đã cho muối vào rồi. Hầu như là cái rau nó đã vừa rồi, cho nên là trong quá trình nấu thì mình chỉ cho một chút tương vào thôi, một chút tương và một chút muối bột canh cho nó vừa thôi. Khi mà nấu chín lên thì các bạn nếm xem, nếu mà vẫn còn nhạt thì cho thêm, chứ đừng cho nhiều ngay từ ban đầu cả nhỡ nó lại mặn các bạn nhé. Đấy, bây giờ nấu. Lúc mà mới đầu nấu thì các bạn cho lửa to nhé, cho lửa hơi to để cho nó nhanh sôi. Sau khi nó đã sôi rồi thì các bạn vặn lửa nhỏ và om trên bếp tầm 10 phút, om với ngọn lửa nhỏ các bạn nhé, cả nó cạn hết nước. Cạn nước thì không ngon. Chút này vẫn hơi ít nước, mình cho thêm một chút xíu nữa. Món canh này thì các bạn chỉ cần cho tép và rau vào rồi, cho một chút tương. Và ai ăn được cay thì cho thêm vài lát ớt vào đây cho nó đỡ tanh. Đấy, bây giờ các bạn đợi cho mùi rau nó sôi lên thì vặn nhỏ lửa lại.
bạn nhỏ lửa lại và om trong tầm 10 phút dưới ngọn lửa nhỏ. Sau đó thì mình tắt bếp và cho một chút mì chính vào là mình sẽ được một bát canh rau sắn chua nấu với tép sông rất là ngon các bạn ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những lần sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình. Chào các bạn nha. Một ngày mới bắt đầu. Xin kính chúc tất cả các bạn luôn luôn mạnh khỏe và vui vẻ. Hôm nay mình sẽ dậy sớm mình nấu món cháo. Lâu ngày nấu bữa cháo ăn. Đây, mình chỉ nấu ít thôi. Trước hết là cho gạo vào nồi. Nấu tầm 2 lạng. Đi vo gạo và cho nước vào nhé. Chim bồ câu này các bạn. Chim bồ câu thịt xong thì thui qua lửa, qua rơm đi cho nó thơm. Sau đó thì là cho cả con vào nhé. Cho cả con vào thì nó sẽ, những cái xương của nó không bị nhọn. Khi mình ăn thì nó có những cái đầu khớp không sợ bị hóc. Một tí nữa thì nấu xong nó sẽ mục hết ra. Đây, mình sẽ đi lấy xong cho. Nồi áp suất này. Cho nó thật in nữa. Lửa áp suất này mà cái lắp nồi bạn kiểm tra xem nó in chưa. Kiểm tra cái van trước khi nấu. Kiểm tra van trước khi nấu vì là nếu mà không kiểm tra nó bị tắt đây cái là nước hơi nó không thoát được ra là nó sẽ bị bung xù hết ra. Cho vào đây luôn một chút bột canh cho nó vừa. Lâu lâu mình nấu bữa cháo ăn cho đỡ mệt. Chạy lắp nồi. Cái van này đậy ra phần sau nồi. Phần trước nồi là cái phần mà có nút vặn này. Xoay từ phải qua trái. Khi nó nhấc được lên không sao là được. Mình cắm điện rồi. Vặn nấu nồi cháo này vặn hẹn giờ tầm 20 phút rồi nhá.
xong rồi nó vẫn sẽ tự chín. Khi nào chín mình chờ hơi nữa, hơi hết ra thì mình mở lắp và mình như đó mình cho thêm gia vị mắm, hạt tiêu và các bạn ăn rau rau thì cho thêm rau rau hành, rau răm là mình sẽ được một nồi cháo chim rất là ngon. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.